Hello, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với Mini World Thế Giới Tí Hồng. Và ngày hôm nay thì chúng ta lại quay trở lại với thế giới của Dango Team. Và trước khi bắt đầu video này, các bạn đừng quên lại cho mình một like, một share cũng như là một click đăng ký để ủng hộ cho channel của mình nha. Ngoài ra thì bạn hãy để lại cho mình là hashtag là 800k sub để mình có thể đạt được 800k sub nha. Và nếu như bạn nào muốn kết bạn với mình thì đừng quên kết bạn với số UID đó là 6357786. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu với một cái clip mini world tiếp theo nha các bạn. Yay! Ok, bây giờ mình gọi là đi đâu ta? Mình chả biết đi đâu nữa. Tại trong thế... Từ từ để mình coi có ai on. MK, Mèo, Simi, Mr. Vịt, Út, Bumbon, Jack VN. Trời, mọi người hình như là hôm nay là đi học hết rồi các bạn ơi. Cho nên ở trong cái chung cư này khá là vắng. Và đây nắm rồi. Rồi, chắc làm gì dưới ta? Để mình đi xuống dưới coi. Coi thử ngày hôm nay mình xuống dưới mình kiếm cái gì vui vui thôi. Thử coi. Ok, bây giờ chúng ta bắt đầu đi tham quan cái chung cư này coi. Không biết chung cư này có cái gì. Hôm bữa có đi tham quan một tí tí. Coi vô sảnh nè. Sảnh có gì đây? Gì vậy? Chắc ơi. Đây hả? Anh nè, anh nè. Ồ. Anh là ai? Anh nè. Kè mực kè. Đây, ủa ai đặt cái này đây vậy? Từ từ để anh đập cái này ra. Trời ơi. Đây là cái gì? Ngáo sư à. Cái danh của đại hạ ta. Ngáo sư chắc. Trời, hôm nay mọi người đi học hết rồi, chán thì cái chung cư buồn, không có gì chơi luôn á, thì cứ đúng rồi, từ này ở đâu phải để chơi đâu. Ý là không có cái gì để chơi hết. Ủa cái cưa này đó. Cá có chân. Ê đừng. Cái con đó là dân làng mà. Em thấy nó đang có ý định sở thành đối với cá, mừng cá nên em phải giết nó rồi. Con đó là dân làng luôn á. Kaka nên cảm ơn em mới đúng chứ. Quán nồi, em giết con dân làng, coi chừng dân làng nó cũng nắm nuôi á là xong em luôn á. Rồi, Kaka, anh sống ở đây gì vậy? Cũng vậy, anh ở trên này nè, anh ở trên tầng 4 nè. Tầng 4 luôn à, anh có gì không? Chỗ anh có gì không để em cấp luôn. Gì vậy? Làm gì có gì đây, tầng của anh nè. Em vừa học võ, em vừa ăn cắp dạo luôn, Kaka biết không? Ủa? Vậy là em ăn cắp cửa của anh đúng không? Hồi bữa anh nhớ đây, anh có cái cửa nè. Có phải em bao giờ vô cái căn hộ này hết trơn á nên chào cho em thêm phòng này em nữa. Phòng này là của Hi He Chobi. He Hi chứ. Em rất thích cái cây phượng này. Đẹp quá mọi. Cái này đâu gì phải cây phượng, cây đào. Cây đào màu hồng, cây phượng nào màu hồng trời. Xin lỗi em đây chỉ biết học võ, em không biết đi học. Phải rồi. Đây là phòng của anh nè, phòng của anh thì ông anh thì ở chung với lại Peter cho nên hai cái giường. Ồ vậy hai người được gọi là sao ta? Đôi tình nhân ấy hả? Đôi tình nhân. Phải cái đôi tình nhân không, chỉ là ngủ chung thôi. Chán quá ta. Em thấy ngủ. Ồ chơi bình thường em ở đâu? Bình thường em ở đâu? Tầng mấy? Em ở đâu là sao? Em đi lang thang, em ngủ ở đâu ngủ đấy. Em đi đâu ngủ đấy. Phải nồi vậy. Có lúc em ngủ trong cái chuồng chuồng ong luôn. Ngủ ở ngoài chuồng cái thiên nhiên, hồn nhiên, cái cây cỏ. Đây, rất thích điều đó. Wow, trên này đẹp chưa? Nhìn thấy Kaka. Trên này đẹp quá nè. Trên này là lễ đường á, đám cưới. Cái căn thự gì đây, căn biệt thự gì đây? Trời ơi, đám cưới á. Tổ chức đám cưới nè. Đám cưới à. Wow. Như nhà hàng với đám cưới nữa, ăn cái cọc. Đừng ăn bánh kem. No. Thôi kệ rồi, ăn luôn. Wow, ở trên này nắm mới xay hả ta? Nắm mới xay cái này đẹp vậy. Cây đào tùm lum tùm hoa lùm la đúng không? Nắm mới xay cái này đẹp nè. Wow, đây có một bên đó là Kaka. Wow, ra coi. Có bánh kem đó là Kaka ăn hết luôn. Rồi, đừng ăn nữa. Em rửa rồi. Wow. Thế giới này lâu quá mình không vô các bạn ơi. Có quá trời đồ luôn. Quá trời cái thứ hay ho luôn nè. Nào ngồi đây thư giãn. Ở đây không biết nhảy xuống có bị gì không? Kaka muốn té chết á, đừng có nhảy. No. Đừng. Nhảy xuống là té chết chắc luôn á, không có chỗ nào mà sống được đâu. Đừng. Đây video dành cho quảng cáo, nếu như bạn nào thích
chơi Minecraft server thì hãy truy cập vào ngay server mkmily.net với phiên bản 1.10.2 trở. Và bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để có thể đăng ký nick ở server mkfamily.net. Khi các bạn truy cập vào server mkfamily.net thì các bạn sẽ được xuất hiện lên một với dòng lệnh xin vui lòng đăng ký tài khoản với lệnh là set register. Các bạn ở đây các bạn có thể nhập badge lại. Đó nói chung là badge của các bạn, và bây giờ các bạn sẽ nhập badge là 123456 123456. Sau khi các bạn có mật khẩu bạn vừa đặt không an toàn thì các bạn sẽ đặt là A123456 A123456. Đấy, sau khi các bạn gọi là đăng ký thành công thì các bạn đã truy cập vào ngay được trong server. Và khi các bạn thoát ra, các bạn vào lại thì các bạn chỉ việc sử dụng lệnh đó chính là login A123456. Như vậy là các bạn đã có thể truy cập vào server mkfamily.net. Và các bạn có thể lựa menu máy chủ ở đây. Ở đây các bạn có hai chế độ, đó là Skyblock và Tony. Tony vừa mới open và đang đua top rất là kịch liệt đó. Như bạn nào thích hãy truy cập ngay nha. Đừng để nhảy xuống. Hai, ngồi đây thư giãn nào, mình ngồi đây mình uống trà đàm đạo nào. Đấy. Kaka, múc cái gì vậy mà kaka? Cái gì? Múc kẹo múc đó. Kaka là người lùn mà. Múc kẹo múc đó. Người ta nhìn vô thấy em mình như lớn anh lên. Sao lớn được? Anh ngồi cao, cái đầu cao hơn em. Em nhỏ hơn anh đúng không? Bây giờ ngồi đây mình làm cái gì ta? Mình phải nâng cao chiều cao. Có một cái lễ đường. Ngáo sư. Còn bánh kem của ma kaka để em bồi bổ sức khỏe. Ê chắc rồi em ở đây nha, em ở đây nha. Anh đợi anh tí nha, đợi tí. Có anh có cái này hay lắm, đợi tí nha. Mạnh. Ok, đợi tí. Ok, mình đang nảy ra một cái ý định rồi các bạn ơi. Từ để mình đi xuống dưới cái đã. Alo kaka, đi mạnh khỏe. Ok. Dưới cái này các bạn ơi. Ok, mình đã có một cái ý định rồi các bạn ơi. Khi mà mình thấy cái lễ đường của nấm á, thì bây giờ mình nghĩ ra quyết định mình sẽ giả Simmy, mình chôn chắc. Nhưng mà nếu mà mình không có được cái skin con mèo của Simmy, nhưng mà mình có thể mua con quái, mình có thể mua được cái skin cô dâu. Bây giờ mình sẽ ra mình giả, gọi là mua cái skin cô dâu giống Simmy, sau đó mình sẽ giả mình chôn chắc nha các bạn, tổ chức đám cưới các kiểu. Rồi bây giờ mình sẽ vô, mình thiết kế một cái bộ đồ gọi là cô dâu, cô gái ngọt ngào, cô gái ngọt ngào. Mình sẽ bây giờ làm sao để mình chuyển qua giới tính gọi là giới tính nữ ta. What the fuck? Làm sao đây? Cái giày, rồi cái bao tay, cái áo, rồi cái tóc. Đó, rồi cái mắt. Đó, trời ơi. Rồi bây giờ mình mua luôn. Đây, mình sẽ mua cái gọi là 60 xu. Một cái. Rồi mình mua một. Rồi từ. Hai cái giày này có giống nhau không? Sao kỳ vậy? Rồi mua. Rồi mình sẽ mua tiếp cái bao tay. Đó, rồi mua tiếp cái tóc này để dành mình chôn chắc các bạn ơi. Đó. Rồi, rồi ok, bây giờ mình sẽ lưu lại số lượng. Chết rồi. Mình sẽ mở khóa. Cái này có 100 đậu rồi các bạn ơi. Mình có thể mở khóa được. Đó, mình sẽ lưu lại những cái đồ này vào danh sách là sao ta? Chưa sở hữu. Ủa mình mua rồi mà ta. What? Ủa mình mua rồi mà. Kỳ vậy? Đâu rồi? Đây. Mình mua rồi mà. Đây. What the heck? Chưa thanh toán là sao? Ủa mình mua rồi mà ta. What the heck? Đây. Mình mua, đúng rồi, mình mua rồi mà. Ủa. Cuối cùng mình cũng đã xong rồi các bạn. Thì bây giờ mình sẽ chỉnh tiếp cái tóc nè, cái vùng này nè. Mình sẽ chỉnh nó thành cái màu nâu. Hình như cái tóc của Simmy là màu một ít màu nâu á các bạn. Màu nâu kiểu nào ta, màu nâu. Đó, màu này. Và mình vẫn giữ cái nấm. Cái nấm mình mặc ở trong người á các bạn. Đó. Ủa, chỉnh sửa chưa? Lưu. Ê chết rồi, dùng luôn. Mình dùng cái này luôn nha, mình chỉnh sửa. Chết rồi, chưa kịp chỉnh sửa luôn á. Này, cái tóc màu nâu tí. Đâu rồi. Đây, lưu lại. Đó, mình vẫn có cái núm. Vẫn là mình đây. Đây, cho bạn xem nè.
Đó, mình nè. Ok, thì bây giờ mình sẽ vào, mình lại tiếp tục chôn xác nha các bạn. Đây, mình đã đổi xong rồi các bạn ơi. Bây giờ mình phải dễ giọng nữa. Chắc ơi, mình phải dễ giọng lại nữa, như vậy nữa. Ai da, ai chà, ai chà. Thôi, mình phải dễ giọng các bạn ơi. Chứ nếu không là chắc sẽ biết mình là dễ dàng. Mình sẽ đi lên lại. Xong chắc với mình rồi. Đi lên lên. Từ từ tất tất đồ vô cái đã. Chuẩn bị ăn cái đã, ăn cái đã, đỡ sợ, đỡ sợ. Con nào cứ ca khá hoài á. Nó đây ta chó chết mỉa nó luôn à. Ô ô. Ê ê, chết sợ. Ê, ơi, tôi nè. Bà là ai vậy? Tôi nè, tôi là Jimmy nè. Nhìn không giống tí nào nữa. Ơ, sao lại không giống? Tôi là Jimmy nè, ông không nhận ra tôi à. Tôi lệ của ta không có nhìn mặt đồ như thế là tôi lệ mà. Tại sao lại không có? Tôi đẹp vậy mà ông không nhìn ra tôi à. Tôi mặc đồ cô dâu nè. Rồi tôi lại tới tìm ta làm gì nè. Ngồi xuống đi. Trả lời nhanh không thôi ta chó chết vậy. Ê, chắc ơi tôi muốn hỏi ông một câu. Ông có thể trả lời. Ông có thể trả lời thật lòng được không? Okay. Ông có thấy tôi đẹp không? Hãy trả lời tôi đi. Tao không biết mình nhận xét như nào để ăn bộ. Ông trả lời tôi đi, ông có thấy tôi đẹp không? Trả lời tôi đi. Sao nếu ta nói đẹp thì sao? Thì ông cứ trả lời thật lòng đi. Ừ, đẹp lắm à. Tôi biết là tôi đẹp mà. Ông thấy tôi mặc cái bộ đồ cô dâu này có xinh không? Ôi trời ơi, sao trả lời mệt mỏi rồi. À, đúng rồi, siêu muội nhìn rất là xinh. Vậy siêu huynh có đồng ý lấy siêu muội làm chồng không? Ơ à, lộn, siêu huynh có đồng ý lấy siêu muội làm vợ không? Ta thấy tiến triển hơi bị nhanh đấy. Thật sự tiến triển hơi bị nhanh. Thật sự thì siêu muội đã đem lòng thích siêu huynh lâu lắm rồi, nhưng không dám nói ra. Tại vì sư muội sợ khi nói ra chúng ta sẽ không còn là sư huynh muội nữa. Sư huynh. Trời ơi. Sư huynh có đồng ý không hả? Sư huynh rất cảm kích tấm lòng của sư muội nên để đáp lại ta sẽ trả lời ta đồng ý. Vậy thì chúng ta hãy cùng nhau lên lễ đường thôi nào. Sư huynh ơi, hãy nắm tay sư muội lên lễ đường đi nào. Ok đi nào sư muội, tôi ta sẽ trở thành đối tượng. Chết quá hờ, chết quá hờ. Rồi, chúng ta sẽ đứng ở đây. Rồi. Ok đứng đây. Rồi không ai chứng kiến hết. Chúng ta không cần ai chứng kiến hết. Chúng ta chỉ cần. Sư muội cao hơn ta là sao vậy? Tại vì sư huynh quá lùn đó. Ok được rồi. Cái gì kỳ vậy? À? Không chịu. Đi xuống đây. Ok, xuống rồi nè. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau hát. Tèn 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 tèn. Tèn 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 tèn. Tèn 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 tèn. Bây giờ sư huynh nhắm mắt lại đi. Ok, sư huynh ta. Cúi đầu xuống, nhắm mắt lại nha. Sư huynh ơi. Sư muội xong chưa? Hãy nhìn nè. Sư huynh ơi, sư huynh có thấy sư muội đẹp trai không? Trời ơi. Này, mày đặt cái gì? Là gì? Vô lễ đường.
đường nắm tay, trời ơi, thiệt là trên xuống quá đi à. Các bạn thấy không các bạn, mình đã trên dắt rồi các bạn ơi. Mình giả vờ làm Simmy mà dắt cũng không biết các bạn, nắm tay mình vô lễ đường nữa các bạn ơi. Các bạn có thấy không, rõ ràng là chắc với lại Simmy có tình ý các bạn ơi. Các bạn nhớ comment cho mình biết, các bạn nhớ comment cho mình biết là có phải như vậy không nha. Còn bây giờ thì có thể là clip mình tới đây thôi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip của mình. Xin chào hẹn gặp lại các bạn trong những video clip kế tiếp nha. Bye bye. No, chạy thôi các bạn ơi. No.